Ông phải đăng xem à? Lên thì không đăng xem à? Sao lên ra, sao lên đăng xem à? Mấy kỳ nhé, cỏ đớn, cỏ đớn. Anh Hải Dương ơi, anh Hải Dương đăng xem à? Mà mình chưa quan hệ với Lê Tông. Đàn guitar mà thôi. Đó, đàn trống nhỏ. Là em guitar. Sơn đó.